chuyện đời vẫn thường là quả vô đơn chí, trong khi chàng còn chưa biết tính cách nào để nuôi thân qua ngày tạm thời, chờ đợi kiếm tiền về quê. Thì bỗng đâu nghe tin giặc giã nổi lên khắp chốn. Đường về quê cũ giờ đây không một khách bộ hành nào dám đi qua nữa, vì giặc cướp ngăn trở nhiều nơi. Thật may khi ấy chàng lại gặp được một người hào trưởng tốt bụng, hỏi qua biết chàng là thư sinh, liền mời về nhà để dạy học cho mấy đứa con nhỏ ở nhà ông. Sau đó lại có các nhà hàng xóm cũng mang con đến gửi. Thế là chẳng mấy chốc đã hình thành một lớp học nhỏ. Chàng Phan Thanh Quý bất đắc dĩ phải làm một thầy đồ gõ đầu trẻ để sống tạm qua ngày, chờ khi thời cuộc tạm yên ổn sẽ lên đường về quê. Những người trong xóm thấy chàng diện mạo khôi ngô, phong thái nho nhã lại rơi vào cơn khốn bách như thế, nên ai cũng động lòng thương xót, liền bàn nhau cất một ngôi nhà nhỏ, vừa làm nơi trú ngụ cho chàng, vừa làm trường học để tiện bề dạy dỗ con cháu của họ. Tuy đã có thể tạm sống yên, nhưng chàng vẫn không một phút nào không nghĩ đến mẹ già nơi quê cũ, lại nhớ đến mối duyên kỳ ngộ đành với lỡ làng, thì trong lòng sầu muộn không nguôi. Một hôm, Phan Thanh Quý đang ngồi buồn nhớ đến mẹ già ở quê nhà, bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng người rao lớn rằng: "Ai mua lão á thì lão bán cho." Nghe tiếng rao kỳ lạ, chàng vội chạy ra ngoài xem thử, thì thấy một bà lão tuổi ngoài 60, gương mặt giống hệt mẹ mình. Chàng mừng quá, liền hỏi: "Bà lão định bán giá bao nhiêu?" "Nếu bà thật lòng mua lão về làm mẹ thì lão theo về không cần tiền bạc đâu." Thấy lạ, Phan Thanh Quý đứng yên nhìn bà dò xét hồi lâu, nhưng thấy bà không có vẻ gì là đùa cợt, chàng liền nói: "Con vốn đang xa mẹ, nếu thật vậy thì con xin nhận bà về làm mẹ."